cũng như tất cả các bạn anh chị em trong lớp khỏi đều thưa mình khỏi thưa một khỏi clip thưa khỏi thưa vâng, trong clip của chị Hằng rất là dài, thì cái điều mình ấn tượng nhất mà chị Hằng chia sẻ và rút ra từ bản thân mình ấy, đó là việc đặt mục tiêu. Thực ra từ trước đến nay đúng là mình đặt mục tiêu, nhiều lúc mình thấy cảm thấy chán trường khi mà mình không đạt được cái mục tiêu mình mong muốn. Vậy thì cái mà chị Hằng chia sẻ nó nói rằng là nếu như mình không đạt được cái mục tiêu ấy thì mình cũng, tức là cái hiện tại, những cái gì mình đang có ấy vẫn rất là đáng quý, và đó là cái để mà mình có thể, nó liên kết với cái để mình tạo động lực để mà mình tiếp tục và đi trên con đường của mình. Tức là con người phải có sự phát triển cả về thể chất lẫn về, tức là cả về không phải là về cả cái vật chất mà có thể là về tri thức, mở rộng về tâm hồn, về cái cảm, gọi là cái cảm nhận thế giới quan của mình. Đấy là cái điều mà mình cảm nhận được, tức là gọi là cái điều mình tâm đắc nhất trong cái clip của chị Hằng. Ừ. Đây là không phải là cứ phải học tiếng Anh để đạt được một cái gì đó, mà chỉ là phát triển cái bên trong của mình thôi. Và khi cái bên trong mà nó phát triển, nó nở rộ, thì cái bên ngoài nó sẽ tương ứng như vậy. Các bạn cứ quan sát mà xem. Những cái người họ làm được là những người có nội lực từ bên trong, họ làm giàu từ bên trong, chứ không phải là cố gắng để đạt được cái bên ngoài. Mình càng cày ở bên ngoài từng nào á, nó càng tránh xa mình từng đó. Giống kiểu mà theo tinh tinh phú á, đừng có chạy theo nó. Nên chỉ là làm cho mình đầy lên, thì cái bên ngoài nó sẽ đầy tương ứng với cái bên trong mình có. Đó, đó là một cái mà các bạn đặc biệt chú ý khi đặt mục tiêu học tiếng Anh. Càng đặt bên ngoài từng nào là càng bên trong nó càng trống rỗng và không được gì. Đó, phải đặt cái bên trong mình làm giàu và làm đầy ở bên trong mình lên, thì cái bên ngoài nó sẽ tương ứng với cái bên trong đó. Luôn luôn là như vậy, không có ngoại lệ. Rồi, ok, Thịnh. Vô em. Chào chị Huyền, chào chị Huyền, chào chị mọi người. Thì mình nhận được mail, em nhận được mail thì hơi trễ cho nên không có xem được toàn bộ. Nhưng mà khi xem thì mình có động lại được một cái đoạn là về cái sự tích lũy kiến thức qua hàng ngày. Thì nhiều khi một ngày thì mình sẽ không nhận hết, thấy hết được cái mà mình học được trong một ngày. Nhưng mà sau mà mình học từ dần dần đi, thì sau một thời gian đó thì mình nhìn lại thì mình sẽ thấy thực sự lúc đó mình đã học được như vậy, và nó, nhưng mà khả năng hấp thụ từng ngày thì mình sẽ không được nhận ra. Nó sẽ là một cái cột mốc gì đó mình sẽ đã tới, giống như có một khúc là gọi là cái điểm bùng nổ. Thì khi mà mình tạo ra được một cái, khi mình học từng ngày ngày thì ví dụ như khoảng một sau một tháng hay là sau một khoảng thời gian nhất định nữa, thì lúc đó mình sẽ cảm thấy mình học được nhiều hơn, và có thể là từ đó mình có những cái bước tiến khác hơn, và mình sẽ tự học được hay là mình tự nghiên cứu được những cái vấn đề nó rộng hơn. Thì mình sẽ ấn tượng được hai điểm, tại vì mình cũng không xem được nhiều hết, thì chỉ xem được cái câu qua câu chuyện mà xô nước và rò rỉ xuống nước, và một cái câu chuyện thứ hai là cái điểm bùng phát, điểm bùng nổ của bùng phát của mỗi cá nhân. Đấy. Đúng rồi, chính xác. Đó là hai điểm cực kỳ quan trọng. Đó là tại sao mình bỏ, vì mình không thấy từ tiến bộ. Mình không thấy từ tiến bộ, học khoảng được 10-15 buổi, ai có sự quyết tâm lên xuống hết á. Lên đoàn thấy có tiến bộ thôi bỏ. Buổi sau là hân quay về mó từ đâu, quyết tâm tiền đoàn, đăng ký một trung tâm nào đó học. Tìm lên mạng để thấy thầy cô nào đó hay, học được đoàn tiến bộ rồi bỏ. Nhưng mà không biết rằng nó là một giọt nước, nó tích 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 đến khi nào đầy số, khi nào không hay. Mà chỉ cần về bây giờ tối nay các bạn thử nghiệm với cái số và cái lò nước của các bạn ấy, mở cái rumine nhỏ 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 cho nhảy từng giọt một thôi, từ nãy giờ đến sáng nó thử là có đầy cái số to tháo to không đó. Thì mỗi ngày mà các bạn nhọt giọt và giọt liên tục, giọt đều đặn đó, đó là cái hình tượng để sau này các bạn khi vào cái Luca system các bạn làm, lúc lưng từng giọt thì nó nhỏ lắm, nhưng mà đến khi mà nó lớn là nó lớn khi nào không hay, khi nó đến rất là nhanh. Là cái câu chuyện như vậy. Cho vậy đừng có coi thương những ông bạc lẻ. Ông ba mình nó có câu gì à? Nắng nhặt thì chặt bị. Ông ba mình nói không sai đâu. Nắng nhặt thì chặt bị. Đừng coi thương đạt bạc lẻ. Đừng coi thương những người nỗ lực rất là nhỏ. Đừng coi thương những giọt nước tràn ly.
giọt nước có thể tạo thành một đại dương đấy. Nên là cứ phải tích, cứ với tiếng Anh là phải cứ tích ngày đi qua ngày khác. Mục đích của việc dạy của Hằng là gì? Đó là Hằng được học thôi. Các bạn biết Hằng bắt đầu dạy tiếng Anh từ khi nào không? Từ khi Hằng qua Canada, hồi được Hằng đi Úc về, Hằng có thể dịch cabin được. Tức là người ta nói tiếng Việt, Hằng nói tiếng Anh ngay lập tức. Và người ta nói tiếng Anh, Hằng nói tiếng Việt được. Và dịch hồi trong hội thảo quốc tế á. Mà các bạn một năm rưỡi làm mắm xong á. Không đúng một chữ tiếng Anh đến khi Hằng qua lại Canada Hằng học á. Hằng thấy giống như mình chưa học tiếng Anh đấy. Ui Hằng thằng thằng này bận loạn, hột loạn, dạ man lắm. Nói là mình chỉ là đi, hồi trước tiếng Anh mình ngon nữa mà đang bữa đi đang chỉ là đi. Hai tuần sau Hằng mới bắt đầu ở đẹp. Kịp với các bạn con trước đó ngồi lằng đó. Nó nắng dễ đó, ngồi nghe đó. Hai tuần sau, bắt đầu mới dám mở miệng nói chuyện và phát biểu. Và đó là từ khi đó trở về, từ năm 24 trở về là bắt đầu Hằng dạy tiếng Anh từ nay cho đến 27 á. 4 năm, 3 năm, 4 năm chứ đó đó. Mục đích của dạy của Hằng là gì? Chỉ để duy trì thôi. Để cho đừng có cứng họng và đừng có quên. Đó. Và nhờ sự duy trì đó thì Hằng mới có cơ hội đi học đi yoga ở Ấn. Qua bên Ấn Độ mà các bạn biết nói tiếng Anh của Ấn Độ á, tiếng Anh Ấn Độ mà Hằng nói về Hằng khuyên học trò Hằng là đi Ấn học. Bởi vì là nghe được tiếng Anh của Ấn là hiểu được cả thế giới nói gì. Sau này nghe lại, các bạn nghe được tiếng Anh của Ấn xong rồi nghe lại tiếng Anh của Anh của Mỹ thấy dễ dàng lắm. Nhưng các bạn nói được cho Ấn hiểu thì các bạn đang nói được cho cả thế giới hiểu. Nó khó. Và nhờ cái việc duy trì đó thì đợt vừa rồi đi qua Ấn Hằng học yoga rất là thuận lợi. Nó mở ra nhau sắp tới Hằng lại quay lại Ấn Độ với học 6-7 tháng yoga nữa. Để về làm giáo viên yoga Hằng thích cái đó. Nên là cứ đừng có đặt mục tiêu là phải học một cái gì đó hết á, mà cứ tích lũy ở đến cái cơ hội nó để nó mở từ hết cái này qua cái khác. Mở cái nào thì mình nhận cái đó thôi. Ok, rồi. Tiếp. Vẫn bắt đầu em. Sau khi em thì cũng chưa xem được hết video của chị ấy, thì em có cái ấn tượng là khi mà mình học cái gì ấy, thì mình luôn đón nhận mọi thứ. Thế mình không nên phản kháng lại luôn, mình phải tiếp nhận sau đó mình suy nghĩ. Đấy là cái điều mà em nói đi em, nói đi, nói tiếng Việt cho được là chứ. Em ấn tượng nhất là cái đấy ạ. Cái đấy là cái gì? Tôi thấy mọi người không nghe tiếng. Nghe em nói nhưng mà em giải thích không rõ. Nói lại. Em ấn tượng nhất đấy là cái ý là khi mà mình học ấy thì mình luôn đón nhận mọi ý kiến. Mà mình không phản kháng lại. Đón nhận nó và mình nghiệm nó, mình cứ làm theo đi, xong rồi mình nghiệm từ đầu. Xem nó có phù hợp với bản thân mình không. Và xem là cái đấy được cho mình được những cái gì. Được thì giữ, không được thôi. Em liên hệ bài học đó với bản thân của em như thế nào trong việc học được đây và hiện tại? Vì sao em ấn tượng với nó? Em ấn tượng với nó vì là tức là theo em hiểu ấy, tức là khi mà mình đã theo cái gì là mình phải tin tưởng vào nó. Nếu mà mình không tin tưởng thì tự nhiên có cái sự hoài nghi ấy, thì không đem lại cái bài học gì cho mình cả, không đem lại kết quả gì cho mình cả. Em đã trong quá khứ của em đã có những cái trải nghiệm nào như vậy chưa, về sự hoài nghi đối với phương pháp em học, đối với bản thân em? Có. Tức là khi trong quá trình mà em tự học ấy ạ, thì em lúc nào đôi khi là học được một thời gian xong rồi tự nhiên mình lại cảm thấy
mãi mà mình trình độ của mình nó chưa tiến triển tốt ấy. Xong rồi mình lại lại hỏi xem là có gì hay không, mình tìm hiểu tiếp. Xong rồi đôi khi mình lại bỏ dở mất cái quá trình mà mình đang làm, mình lại bắt đầu lại thì lại như vậy. Được thì đây, là... em đã học theo tiếng Anh những phương pháp nào? Giao tiếp này, theo các trung tâm này, tự đọc sách này, đợt vừa rồi thì làm tự tìm tòi, cũng học phiên âm IPA. Nhưng mà tức là bây giờ em có thể hình dung ra được cái bảng phiên âm đấy, nhưng mà cảm giác như mình không làm chủ được nó. Em học theo ai? Em học theo ai? Em hay xem cái bảng phiên âm phát âm của Longman, Macmillan theo em xem video của ông Andrean mà cũng là một tác giả của Macmillan. Ok, thấy khó rồi đúng không? Thấy rỗi rồi ba. Bây giờ học lại thôi. Rồi, good. Rồi chị Hương. Với mình thì cái bài mà thực hiện cái clip mà Hằng gửi ấy, thì nói thật là mình phải nghe đến tầm 3-4 lần vì có nghĩa là mình hiểu được hết nội dung Hằng nói gì. Có nhưng mà không phải là hiểu được hết mà là bắt đầu phải mình làm quen với cái giọng nói của Hằng ấy, bởi vì mới đầu nghe không hiểu gì hết ấy. Nên là sau đó thì phải nghe tầm 4 lần từ cái hồi mà Hằng gửi đấy. Sau đó hôm qua cũng nghe lại lần nữa để xem đọc cái động mà ấn tượng nhất của mình, thì trong đấy cũng rất là nhiều câu chuyện nó rất là thực tế để Hằng đưa ra để nói một điều như thế này. Khi mà mình nghiệm lại thì mình thấy là rất là đúng ấy, không phải chỉ trong việc học mà trong cả cuộc sống nữa. Nhưng mà cái điều mà mình thích nhất ấy đó chính là cái ví dụ mà Hằng nói về là cái quá trình là tích lũy nó phải từ từ ấy, nó chính là cái hình ảnh của giọt nước ấy, nhỏ giọt ấy, thì là mình thấy là mình khá tâm đắc với cái đấy. Và cái điều đấy là mình cũng thấy rằng là thì giống như mọi người cũng hay nói rằng là nhiều khi là cái sự kiên trì, cái nhẫn nại của mình ý thì cũng có thể là sẽ giúp mình sẽ có được một cái thành công nhất định khi mà mình đã cố gắng hết sức để làm. Có cái câu làm cái gì nhỉ? Cần cù bù thông minh ý. Đấy, thế nên là mình khá là ấn tượng đấy. Thì thôi mình cũng hy vọng rằng là quý, mặc dù là mình bây giờ là bắt đầu đang sửa lại tất cả mọi từ đầu, thì cũng mong là vì cái sự kiên trì của mình thì có thể là đã giúp được cho mình một phần nào đó để cải thiện được hơn. Đúng rồi, với thông minh, càng thông minh thì càng khó học. Càng học amateur đối với mình thì càng giỏi, càng khó giỏi. Là mình cũng thấy là khi mà hồi xưa ấy, cấp 2 thì cũng chỉ học tiếng Anh qua ấy. Xong đến khi vào cấp 3 thì mình bắt đầu học tiếng Nga, thì lúc đấy thực sự là lúc đấy cảm giác là nó sao mà nó khác thế, tăng tiếng Anh nó dễ bao nhiêu thì tiếng Nga là giống được giống cái giống chung, người nói cái gì cái là chia tận 6 cách đủ các kiểu luôn, số ít số nhiều khá phức tạp. Nhưng mà mình thấy là mình chỉ học trong vòng một năm đầu ấy, mọi thứ là cũng thấy không phải là như kiểu dáng mình phải kiểu quá sợ cả đấy. Đúng rồi, mình cũng hy vọng có thể là làm được cái điều mà mình đang mong muốn. Giọng nói chính là năng lượng, giọng nói chính là âm sắc, giọng nói chính là cái bản sắc. Nên là cái việc mà người khác nói, cái giọng nói nó thể hiện cả tính cách nữa. Và hồi trước mà khi học trò của em lên làng á, trước khi lên làng học á, là nó ở dưới miền Tây, dưới Bạc Liêu, nó lọc tất cả các clip, nó có lưu coi lại để khi nào nghe được cái tiếng Quảng Trị nói đã, xong rồi nó mới đăng ký lên học. Mình thì thực ra là cũng hay đi công tác vào trong miền trong, thì thường là chỉ trong Nghệ An với Hà Tĩnh ấy, nhưng mà cũng gọi là mỗi tỉnh thì lại có một cái đặc thù riêng ấy, nên thành thử ra là mình cũng bị tập. Còn bây giờ thì nghe thì có vẻ là ổn hơn rất là nhiều rồi. Vâng, rồi bắt trước nói trong Quảng Trị cho vui. Phần đầu thử xem. Dạ rồi, ok, cảm ơn chị Hương chia sẻ nhá. Rồi Linh, your turn. Chị ơi, em cũng vừa ý kiến á, tức là thực sự là em cũng chưa xem hết cái video của chị, em chỉ mới xem đến cái đoạn là chị kể chuyện về người cha của chị thôi, rất là quân thiệt với là câu chuyện với lại các em của chị. Thì em xin phép mọi người là đến đó thì vẫn chưa phải là cái mà em cảm thấy đâm đớt ấy,
thì để em xin phép chị là để tối nay em sẽ xem hết video và xem bài tập thì sẽ trả lời mọi người sau. Ok, ok. Rồi chị Thủy. Hai hỏi chị hả? Có hình như có hai Thủy đúng không? Dạ đúng rồi, đúng rồi. Cứ theo thứ tự ở trên màn hình á. Mọi người nghe không ạ? Rồi, ok, được. Alo, được rồi, ngon, rồi chị nói đi. À, gọi mình là Thủy Thủy nha, để phân biệt lại với Thủy Thủy kia. Dạ. Mình có xem cái clip của Hằng rồi, thì mình có ấn tượng mấy cái điều như thế này. Với lại không phản kháng thì mình gần như là mình mới nhìn nhận lại được, thì mình mới phát hiện là mình là một người hay phản kháng, nên bây giờ là mình sẽ cố gắng không phản kháng nữa. Và mình đang nghĩ rằng những cái người mà nhận sự phản kháng của mình á sẽ rất là khó chịu, chẳng hạn ví dụ như ông xã mình thì là người là mình luôn phản kháng, mình luôn nêu cái tôi của mình rất là nhiều, quan điểm của mình rất nhiều. Thì cái mà đặt mục tiêu vừa sức là cũng là cái mà mình thích, mà mình nói là mình sẽ giảm những cái mục tiêu mình ở trên trời của mình xuống để mình thôi. Cái hình tượng mà xuống nước á, cũng ấn tượng với mình. Thì mình mới thấy là nếu mà mình không tích lũy cái phần mà từng giọt như vậy thì tính ra là mình bị mất quá nhiều mà mình không hề biết. Mình bị hao hụt rất là nhiều. Thì qua cái việc này mình cũng sẽ xem trọng cái phần mà tích lũy từng giọt từng nước của mình hoặc từng công cho từng việc gì đó. Cái có một cái ý nữa mà mình ngạc nhiên á, là cái khi mà Hằng đi học thì Hằng được IELTS 8.5, mà cái đó là gần như là niềm mơ ước kinh khủng của mình lắm. Giờ mình tưởng tượng rằng đánh đổi bất cứ một cái gì mà nó để mình có được cái IELTS là mình cũng sẵn sàng làm, ví dụ như là ví dụ tốn 100 triệu, hoặc là mình cũng sẽ cày công việc để ra 100 triệu đó, hoặc là bây giờ phải học năm qua năm người thầy đi IELTS cũng sẽ cố gắng. Nhưng mà không ngờ là khi mà Hằng nói là khi Hằng học IELTS mà Hằng qua bên đó vẫn không phải bắt đầu lại từ đầu, thì là cái điều đó gần như là mình mới nhận thấy lần đầu tiên có một người nói với mình như vậy. Tại vì xưa giờ giống như trên các quảng cáo á, đều nói ra bạn học đi, bạn có IELTS là bạn có tất cả. Thì cái clip của Hằng làm cho mình hơi ngạc nhiên, nhưng mà mình cũng tạm tin là điều đó là Hằng nói là đúng. Thì có thể là IELTS nó không phải là không phải là gì cả. Rồi cái gần như cái cuối clip á, thì mình có thật ra mình cũng không có quan tâm về thiền, thì cái thiền nó làm cho mình cũng sẽ giống như sẽ lưu ý về vấn đề đó. Thì có thể là tại vì mình cũng hay bị cái tâm lý là mình suy nghĩ rất là nhiều, lan man linh tinh, rồi việc này việc kia nhiều thứ lắm, thì mình sẽ cố gắng thiền để mình không nghĩ nhiều, mình giảm tải bớt cái não mình đi. Tại vì mình đang nhiều thứ suy nghĩ quá thì mình sẽ cố gắng học thêm thiền để mình cố gắng như vậy. Thì đó là những cái điểm mà mình lưu tâm trong cái clip của Hằng. Ok. Cái điểm thứ nhất đó là cái sự phản kháng. Cái nữa là ai cũng phải học hết đó. Bởi vì cái tối của mình lớn đó, nên là ai nói chi mình cũng phản kháng, ai nói chi mình cũng là question lại là đúng hay sai, ý kiến của mình như thế nào. Nhưng những cái to đó to trẻ con, nó không cần thiết. Cứ quan sát mà có những cái bạn trẻ đi làm hay phản kháng, những cái đứa con nít ở nhà là hay cãi cha mẹ, hơi ra ngoài đường kiểu chi, nó cũng bị vấp vấn vấp kiểu đi vấp kiểu khác. Là đó, giảm cái sự phản kháng lại, cứ lắng, cứ nghe nó khác với lắng nghe, nghe nó khác với lắng nghe, bình tĩnh kệ họ nói chứ kệ, mình phải lắng nghe xem cái ý nghĩa thực sự đằng sau câu nói đó là gì, chứ không phải là chấp vào những cái lời nói của người khác để mà cứ bấu vào chiếu vào đó về lý lẽ quá lý lẽ lại, đó là những trò trẻ con, đừng chơi. Cái thứ hai nữa là sau khi có IELTS 6.5 rồi á, IELTS is nothing, không có ý nghĩa gì hết á. Bằng chứng là các bạn thấy là kỳ bài học đó là các bạn phải
từ trở thành người thầy của chính mình mà hàng post trên group đó. Thì trong khóa đó là các bạn thấy là toàn là các bạn đi học, đã từng đi học thạc sĩ ở nước ngoài về. Thì anh Thái bây giờ là mới hôm vừa rồi là qua mới còn sang Mỹ làm lại tiếp tiến sĩ. Và anh là có 2 năm học thạc sĩ về Úc cùng học bổng với Hằng. Xong rồi qua anh 2 năm nữa là đi theo vợ làm tiến sĩ. Bây giờ qua Mỹ, anh qua Mỹ làm tiến sĩ, vợ đi theo anh. Thì lúc đó anh phải quay lại học phát âm mình sai tài la tập lẹt hết. Đến cái việc mà đi học nước ngoài, nó không phải là đi học nước ngoài về là tiếng Anh nó đòi đúng không? Rồi tương tự như vậy, chị Huyền trong clip đó cũng vậy, cũng đi học thạc sĩ ở Canada về. Yeah, IELTS, nothing, đó là IELTS nhá. Có IELTS đi học nước ngoài mà cô đi học nước ngoài về mà nếu giống như không có một cái nền tảng chắc chắn về cái ấm á, cũng vứt hết. Người ta quá nước binh á, là mình là client của người ta. Các bạn đi học trung tâm của nước ngoài, các bạn là khách hàng, nên các bạn nói kiểu gì người ta cũng hiểu hết á. Bởi vì nhiệm vụ của người ta ở đây đó là hiểu các bạn, hiểu không? Nhưng mà khi các bạn quá với nước người ta, làm việc, kiếm đắt tiền với người ta, kiếm tiền với người ta, thì lúc đó câu chuyện hoàn toàn khác. Bạn học lại thực chất, bằng cấp không là, không là vấn đề. Thậm chí những cái chương đi học bổng, học bổng hoặc là cả bạn đi học nước ngoài thì người ta cũng phải cho các bạn về đủ điểm về học ở bên kia, đủ điểm đầu nó dễ lắm, không có khó khăn gì hết á. Dân Tây nó nhạc học, chỉ có dân châu Á mình mới xuyên học thôi, mới ứng điểm cao thôi à, nên là khó rớt lắm, những kiểu chỉ các bạn rớt được hết á. Do vậy IELTS chỉ là một phần nhỏ, các bạn phải xây dựng cái gốc trước. Sau khi có gốc vững xong rồi bắt đầu mới luyện IELTS. Chứ ngay từ đâu mà các bạn nhảy vào mà luyện IELTS là gốc không có mà IELTS cũng không được, cuối cùng là không được gì luôn. Khóa này có một chị đăng ký vào học khóa 26 đạt mục tiêu là IELTS 4 chấm thôi. Nó sau khóa học này chỉ cần gấp IELTS 4 chấm được không? Nó không, em không nhận. Bởi vì á, mình biết những cái người đó họ không đi đến đâu hết. Khi họ đặt mục tiêu trong đầu là phải học IELTS, tập trung IELTS, IELTS cho được 4 chấm đến 4.5. Gốc cũng không được mà ngon cũng không có, nên mình không nhấn. Cũng vậy, mình ham 6 triệu rưỡi không cần. Mình muốn dạy những người nào thực sự quyết tâm học, tập trung và làm được, có kết quả thực sự. Bởi vì cái con đường này mình đã đi qua quá nhiều năm và mình đi bon trong đó rồi, dạy những người khác làm được thì không lý gì mà mình không biết được từng ngóc ngách của nó đi như thế nào để mà chỉ lại cho các bạn một cái đường đi đúng nha. Cái điểm thứ ba chị Thủy nói là về cái thứ nhất là cái sự phản kháng, cái thứ hai là bỏ qua cái sự tích lũy, và cái thứ ba là IELTS đúng không, và cái thứ tư là cái thiền. Cái thiền nó sẽ giúp bạn rất là nhiều, đặc biệt là chị Thủy trong giai đoạn hiện tại chị cần thiền, mà học thiền á phải về dưới chỗ mà Pháp Đăng Thiên Tuệ chấm com á, mà học với sư cô Hằng Liên đó. Thiền mà các bạn một tuần đi học một lần, mà một lần mấy ngồi một tiếng, 10 năm không biết thiền đâu. Kinh nghiệm của học của Hằng cho Hằng biết rằng á, bạn muốn học cái vấn đề gì là các bạn phải dừng toàn bộ năng lực thời gian cho cái vấn đề đó. Muốn học tiếng Anh dành 1 năm cho tiếng Anh, 2 năm cho tiếng Anh, master tiếng Anh xong rồi làm cái khác chứ vừa đi làm vừa đi học còn lâu, 10 năm sao không giỏi tiếng Anh được, đó là điều chắc chắn. Giống hồi trước mà Hằng muốn là học tiếng Anh đúng không, tốt nghiệp đại học xong rồi Hằng muốn học IELTS, muốn có IELTS 6.5 hay nhau 1 năm. Hằng vô Đài Nẵng, Hằng cài được IELTS 6.5 nhưng mà không có gốc, sau đó đến qua Úc mới xây lại gốc đấy, 2 năm rồi mới xây lại gốc, thế mất 3 năm chưa. Trong cái đứa mà hắn đã biết phương pháp, nó chỉ cần 1 năm đến 2 năm là nó vừa xây dựng gốc, vừa nó có vừa gốc vừa có ngon ngon lành. Mình mất 3 năm ngu, đó là chưa kể 2 năm đi làm mà vừa làm vừa cay tiếng Anh nữa đây. Thêm cái nữa, Hằng muốn học yoga, bỏ 7 tháng qua Ấn Độ học liên tục sáng tối như vậy. Bởi vì cái kinh nghiệm học hồi trước Hằng học đại học, Hằng đầu thủ khoa là nhờ có cái khoảng thời gian ôn tập như vậy, vì Hằng biết chỉ có luyện tập và luyện một cách là bài lui bài tới, cho con học một thời gian bỏ quay lại học lại zero ngay từ đầu, không có ý nghĩa. Học là học một khoảng thời gian liên tục, cho về một thời gian rất là dài. Các bạn nữa là chị Thủy học khóa thứ 6 thì đến ngang đến khóa thứ 10 là Hằng bỏ rồi, Hằng không dài nữa rồi. Bởi vì Hằng biết được là Hằng đào tạo ra là các bạn nói được ngon, nhưng mà thả ra là các bạn quên hết, nên là Hằng nói đây không phải mình không cần tiền,
đến mức mà phải dạy cho con người ta như nữa. Mình hao hơi tốn sức như vậy, tốn năng lượng như vậy, cuối cùng người ta là nói được một đoạn, nói phát âm rất là ngon lành. Mỗi lần hàng record post lên Facebook là người ta đăng ký âm một quả. Mà 8 tuần hàng dài là 3 lớp, một lớp 15 người, là các bạn biết một tháng hàng thu nhập là hơn 200 triệu không? Như vậy hàng bỏ, không cần. Bởi vì hàng biết là mình không tạo ra một sản phẩm hoàn thiện, xong rồi hàng về hàng mới mở cái tu học. Sau khi quá trình mở tu học, hàng thấy học trò tiến bộ một cách vượt bậc. Các bạn nhìn các cái email mà các cái post trên Hama Village mà thấy học trò hàng nói tiếng Anh không? Cực kỳ chỉnh chu, đến nỗi những cái đứa bạn hàng mà ở nước ngoài á, nó thường xuyên gửi em cho học và nó nói là không thể tin được hàng có thể dạy được học trò như vậy. Không phải nói dung tư là không thể tin được là có thể dạy được như vậy ở Việt Nam mà có người dạy được như vậy. Chỉ những cái đứa nào nó đã lăn lộn tiếng Anh ở nước ngoài, ở ngoài kia, nó ở, nó sống sinh sống, nó học tập, nó làm việc ngoài kia, thì nó nhìn vào nó mới thẩm ấm được. Có là các bạn nghe mấy đứa học trò Hà Lan nói bình thường, thậm chí nói là những cái đứa này nó nói là từng tư một trầm. Giờ các bạn sẽ theo những cái người mà nói cực kỳ nhanh và cực kỳ lưu loát nhưng mà cực kỳ sai. Nhưng chỉ những đứa nó đã đi học được ngoài nó mới biết được cái giá trị của cái việc mà phát âm từng tư mà rõ ràng chính xác, tông âm âm cuối nguyên âm một cách chuẩn mực như học trò của anh. Nó mới gửi em một trang dài chứ đâu phải dễ đâu, bây giờ nên đừng có là coi thường cái việc là chậm lại. Và học là cần một quá trình. Đến sau này khi hăng mới ứng dụng được Lucas System thì sau đó hăng mới quay lại, hăng mới dạy online. Các bạn để nhớ là các bạn hăng quay lại học dạy online từ khóa từ 21 và đến đây là khóa từ 26, mới dạy 5 khóa đấy thôi. Còn trước đó là từ khóa 10 trở đi là hăng chỉ dạy offline thôi. Đó. Là thì đây là với việc học thiền là phải có một khoảng thời gian nó intensive như vậy, xong rồi mới phải nuôi dưỡng nó nữa. Nên là hàng rất là recommend các bạn vào trang web này phapdangthientue.com. Sư cô Hằng Liên là một người rất là kinh nghiệm trong cái thiền. Vào cái đăng ký cực kỳ khó. Ngồi mà cánh nó mở ra 30 phút sau là đây là họ động lại liên ha. Cánh khó lắm, đăng ký khó lắm. Nên nếu như là đăng ký được là kỳ gọi là kinh nghiệm của các bạn cực kỳ lớn. Nên tranh thủ sắp xếp mà đi, đừng có bỏ lỡ cơ hội đó. Mình vừa lỡ cơ hội của mình mà mình làm lỡ cơ hội của người khác nữa. Bởi vì người khác đăng ký cũng được, mình đăng ký được xong rồi mình bỏ mình đi là mình mất cơ hội của hai người. Thì điều đó là rất là tồi lỗi. Nên là đã đăng ký đi. Và giữ giới cực kỳ nghiêm khắc, đặc biệt là giới tình khẩu. Khi các bạn giữ giới 10 ngày xong rồi, từ thiền 10 ngày xong rồi, nhận ra nhiều điều trong bản thân mình lắm. Mắng ai dạy mình được hết á. Không có thầy có giỏi bố mà có tóc thủng cái đầu mình và nói những cái đầu nó vô điều nó vô đâu mình được hết á. Chỉ có mình từ trải nghiệm và từ cảm nhận thì lúc đó cái đó mới là của mình, đó mới là trí tuệ của mình. Rất là recommend các bạn đi cái khóa thiền đó, đi khoảng một vài khóa thiền đó xong rồi quay lại nói với Hằng trải nghiệm các bạn như thế nào, thì Hằng sẽ chỉ cho các bạn cái hướng đi tiếp theo. Chứ không nói một lần nhiều quá các bạn sẽ rối. Đi cái đó trước đi. Ok. Rồi. Ben. À không, gọi là Ben đấy chứ. Lập 9 rồi mà. Dạ. À. Anh nói đi anh. Dạ, thì sau cái clip của chị thì gần cuối clip thì em có thấy được một cái bài học mà em đã vấp từ lúc mà mới học tiếng Anh. Thì phải học tiếng Anh bắt đầu từ âm, từ phát âm 44 âm của tiếng Anh, rồi sau đó mình sẽ học đến phát âm chuẩn một từ. Một từ thì trong đó sẽ có nhiều âm, rồi sẽ có âm nhấn, thì mình phải phát âm cho chuẩn cái từ đó. Thì chuẩn từ xong rồi là mình sẽ sang học tới cụm, cụm là idiom hoặc là phrase. Thì để mình học cụm xong rồi mình học qua tới câu, để nói một câu cho hoàn chỉnh, cho trôi chảy, thì mới học đến đoạn văn. Thì trước tới giờ thì em cứ bay vào em học, mà nào là từ vựng cho nhiều vào, thầy cô cứ bắt học từ vựng các kiểu. Thì học nhiều xong cái tới lúc mà anh em về, em cái anh mới nói là em nói thử anh văn với anh đi. Thì em cứ nghĩ là tiếng Anh của em tốt rồi chứ gì. Tại vì
chứ giờ là học sinh trên lớp là em cũng phát biểu các kiểu, là cũng dạng là ưu tú của thầy cô, học trò cưng của thầy cô, nên là em nghĩ tiếng Anh của em cũng được rồi. Cái nói với anh xong mình mới nói được chưa đầy năm cái anh cười, anh cười anh kêu là nói sai tùm lum, không đúng một gì cả. Ví dụ như là cái từ gừng là trước giờ mình cứ đọc là em cứ đọc là ginger, nhưng mà đúng của nó là ginger. Cái từ đó là em nguyên cả một hè vừa rồi là em bay lên YouTube, em ngồi em coi từ cái video của thầy này tới cô khác, cô này em coi hết luôn. Coi mà sau đó em mới nhận là loạn quá, nhiều quá, quá có quá nhiều thầy này thì chỉ một phương pháp này, cô kia thì chỉ phương pháp kia, các em mới hỏi anh, cái rồi anh mới tìm cho em tới chị. Chắc cũng có duyên. Ờ, có khi có duyên. Anh của bạn là anh Ngọc rất là giỏi. Hồi trước mà ngay đây học là được học bổng toàn phần sang Úc học rồi á. Bây giờ đang làm cho ngân hàng HSBC của dưới Sài Gòn á. Ngọc rất là giỏi. Ngọc gửi em đúng chỗ đấy. Rồi coi là lặng là cảnh học thôi. Mai bảo về anh kiểm tra nói lại đàng hoàng thế. Rồi ok. Tiếp bé Phương. Ủa nhà học mà gì đó mà có đúng một bên nó không kiểu chi em học được hết á. Phương đâu? Thôi gái trước. Dạ. Em chưa có coi video của chị nữa. Ờ ok, coi sao nói sao. Phương. Em không có biết nói gì. Ừ rồi ok, chị sẽ gửi cho anh email em sao bởi vì em là buồn. Phương. Một điều chị nhắc em đó là cái yêu cầu của chị có máy tính, nội mạng, headphone, đủ yên tĩnh và không có trẻ em quấy rầy. Bởi vì khi em nói như vậy á là chị không nghe được tiếng của em mà là nghe tiếng của con em nói chuyện và tất cả mọi người cũng nghe. Nó làm rối và nhiều. Do vậy một tối trong 16 buổi này là chị không muốn có trẻ con xung quanh em trong cuộc thời gian em học. Nó sẽ làm ôn, làm nhiều, làm mọi thứ ảnh hưởng tới việc học của em và chị chắc chắn em không học được. Khi có một bên, khi có một bên là năng lượng em tập trung vào nó, em không thể học được, hiểu không? Người con ở đâu đó, như ai đó chữ. Rồi, cái video của chị như thế nào? Chia sẻ lại chị gọi. Trong video của chị thì em cảm nhận cái đầu tiên thì là về cái mỗi trong mỗi con người á thì đều có con quỷ nhỏ, một bầy quỷ nhỏ. Thì em nghĩ khi liên hệ với mình thì là trong lúc mình đang theo một cái vấn đề gì đấy, thế là mình bị sao nhãng đi khi mà có một cái cám dỗ gì đấy. Mình ví dụ như mình nói ví dụ là mình bận không có thời gian, đời này mình đang bận nên là mình lại trì hoãn, hoặc là mình nhiều khi là em thường hay bố trí vào buổi sáng, em hay làm được buổi sáng ấy, thì để ví dụ như hôm nào mà lạnh thì lại bảo là hôm nay lạnh thôi hoãn một hôm. Thế nên là cứ mỗi lần trì hoãn thì đã làm mình ngắt quãng đó chị. Làm nó đến lúc cũng nhiều lúc là em đã bị sai mất so với kế hoạch của mình á, bị đổ vỡ. Nên là cái đấy là cái đầu tiên em cảm nhận từ đấy mà của chị. Và cái thứ hai thì em cũng giống như mọi người thì em có cảm nhận về cái giọt nước ấy, mà cái mà cứ tích lũy dần thì nó cũng lớn là dần lên thì cái ví dụ như là khi em liên hệ với bạn thì là thực sự là mình rất là thích học tiếng Anh, nhưng mà trong quá trình học rồi tìm hiểu thì làm mình có mình thấy như chị nói là nó cũng không có tiến bộ, mình cảm giác thấy chán, thế mình lại dừng xong mà sau một thời gian thì mình lại vẫn cái thực sự là vì do mình rất là thích, thế rồi mình lại bắt đầu mình lại tìm rồi nên cái gì lúc khi mà bắt đầu lại thì nó lại là từ số không, nên đến bây giờ mình vẫn chưa đạt được một cái gì cả. Thế chưa bao giờ học thôi, nhưng mà em cần tập trung, Phường, em cần tập trung rất tập trung. Bởi vì em cái xuất phát điểm thấp hơn mọi người khác nên em phải làm việc nhiều hơn người khác. Một ngày em cần dành 8 tiếng cho việc học, 2 tiếng cho bài tập này,
2 tiếng học trên lớp, 2 tiếng cho bài tập số 2 và 2 tiếng bài tập số 3 em mới học được trong 16 ngày. Sau 16 ngày em mới có khả năng tự học được. Không thôi là tốn tiền học lại à. Ok, hoặc là em không học được gì hết á. Rồi. À, bây giờ